Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Mr. Jam khám phá những điều kỳ thú. Nếu các bạn nào thấy giọng của mình khó nghe thì đừng quên bật sub tại đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục đưa các bạn đến tìm hiểu một đất nước láng giềng của Việt Nam, hay nói cách khác là bà con cùng xóm nhưng phần ai nấy sống. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đất nước Thái Lan nhé. Thái Lan, tên chính thức là Vương quốc Thái Lan, còn được gọi ngắn là Thái. Thái Lan là một quốc gia độc lập chủ quyền ở khu vực Đông Nam Á, về phía Bắc giáp với Lào và Myanmar, phía Đông giáp với Lào và Campuchia, phía Nam giáp với Vịnh Thái Lan và Malaysia, phía Tây giáp với Myanmar và biển Andaman. Lãnh hải Thái Lan ở phía Đông Nam tiếp giáp với lãnh hải Việt Nam ở Vịnh Thái Lan, phía Tây Nam giáp với lãnh hải Indonesia và Ấn Độ qua biển Andaman. Thái Lan có diện tích là 513.120 km2, dân số vào khoảng 68 triệu người ước tính vào năm 2019, thấp hơn dân số của Việt Nam là 96,46 triệu người vào năm 2019. Khoảng 75% là dân tộc Thái, 14% là người gốc Hoa và 3% là người Mã Lai. Thái Lan được chia làm 76 tỉnh, gấp hơn 13 tỉnh so với Việt Nam chỉ 63 tỉnh thôi. Trong đó có hai thành phố trực thuộc của Trung ương là Bangkok và Pattaya. Do có phân cấp hành chính tương đương cấp tỉnh, Bangkok thường được xem là tỉnh thứ 76 của Thái Lan. Thế về nền kinh tế thì sao? Kinh tế Thái Lan đã phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian vào năm 1985 đến năm 1995. Thế nhưng kể từ sau khi hứng chịu những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1997, thì tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Thái Lan là quốc gia đặc biệt phát triển trong ngành du lịch. Nước này sở hữu những điểm du lịch nổi tiếng thế giới, có thể kể đến như Ayutthaya, Pattaya, Bangkok, Krabi, Chiang Mai hay Koh Samui. Đón tiếp sẽ hơn 40 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm trong năm 2019, trong đó con số trung bình là 14.000 lượt mỗi ngày, một con số khá vượt trội so với ngành du lịch của Việt Nam luôn. Nguồn thu từ công nghiệp du lịch và xuất khẩu có đóng góp lớn trong nền kinh tế. Có một điều các bạn cần lưu ý khi đến Thái Lan, đó là phải luôn nở nụ cười. Vì trong cuộc sống hàng ngày ở Thái, mọi người thường chú ý giữ cuộc sống được vui vẻ, khái niệm này còn gọi là sanut. Vì quan niệm này, người Thái rất thoải mái ở nơi làm việc, mà trong các hoạt động hàng ngày, thì cảm xúc tích cực tương tác xã hội cũng rất quan trọng trong văn hóa người Thái. Và rồi trong video hôm nay chúng ta chỉ đi tìm hiểu sơ qua về đất nước Thái Lan thôi. Nếu các bạn nào thấy video hay và thú vị thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé.